Thưa quý vị, để phục vụ 3 bữa ăn trong ngày cho các công dân và cán bộ đang làm việc ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố luôn tất bật với những công việc lựa chọn thực phẩm, chế biến, nấu nướng. Các cán bộ chiến sĩ hậu cần, dân quân đã và đang làm hết sức mình để đảm bảo bữa ăn cho công dân và cán bộ ở khu cách ly được tươm tất, chất lượng, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên số trường hợp F1 được đưa vào cách ly khá đông. Hiện tại, toàn tỉnh có gần 1.700 công dân thực hiện cách ly tập trung tại hơn 20 điểm cách ly tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Việc đảm bảo hậu cần, nhất là bữa ăn hàng ngày cho người cách ly, được giao cho Ban Chỉ huy quân sự các địa phương. Đại diện Ban Hậu cần Kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bạc Liêu cho biết, do hạn chế về cơ sở vật chất, các cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố phải nấu nướng, sắp sẵn các suất ăn tại đơn vị, rồi mang ra xe vận chuyển đến khu cách ly. Mỗi bữa cơm đều đảm bảo có 3 món đủ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Những phần cơm được các cán bộ chiến sĩ dày công chuẩn bị đã góp phần đảm bảo sức khỏe để các công dân yên tâm thực hiện cách ly, để các cán bộ vững lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đảm bảo đúng và kịp tiến độ để giao cơm cho phục vụ tốt công dân thì phân công các bộ phận làm theo công đoạn, một người phụ trách một mảng để kịp thời gian và qua sơ chế chế biến đảm bảo sạch sẽ và đủ chất dinh dưỡng. Ban chỉ huy quân sự thành phố tiếp nhận để nấu đảm bảo cho khu cách ly thì bản thân là nhận được cái nhiệm vụ này thì cũng lên kế hoạch rồi sắp xếp, phải đôn đốc chỉ đạo cho cái bộ phận cấp dưới là thực hiện nấu tiếp phẩm ngày 3 buổi. Thì cái nguồn lương thực phẩm thì chủ yếu là trên địa bàn thành phố. Về heo thì nhập từ heo của các đơn vị trong quân đội rồi mình về mình tự chế biến. Còn nguồn rau củ quả thì nhập trên địa bàn của thành phố. Số mà hộ dân ta trồng không vận chuyển đi được thì mình nhập về. Rồi chỉ đạo nấu nướng rồi kiểm tra theo từng buổi. Buổi sáng thì nấu ăn xây dòng rồi có nhiều món để thay đổi nha. Thì đảm bảo là 6:30 rồi có mặt tại khu cách ly để bàn giao thức ăn buổi sáng. Buổi trưa là 10:30, buổi chiều là 4:30. Thì cứ như thế là tôi thì người trực tiếp là kiểm tra xây dòng để cho vận chuyển đi. Vừa nấu xong bữa cơm trưa giao đến tận cửa khu cách ly, thì các cán bộ chiến sĩ và dân quân đã phải chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Công việc chuẩn bị nấu nướng diễn ra xuyên suốt trong ngày để đảm bảo các phần cơm đến tay các công dân, cán bộ ở khu cách ly được đúng giờ. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ hậu cần luôn giữ gìn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch.